bừng sau khi đội nhà đánh bại Thái Lan. Hồi cuối tháng 3 vừa qua, người hâm mộ bóng đá nước nhà đã được dịp ăn mừng khi đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại đội tuyển U23 Thái Lan với tỷ số lên đến 4, 0. Qua đó giành được tấm vé tham dự chung kết U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau. Giờ đây, hai nền bóng đá nhiều duyên nợ Việt Nam và Thái Lan lại có dịp chạm trán tại giải bóng đá giao hữu King S Cup và một lần nữa, các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua các cầu thủ Thái Lan. Điều đáng nói là lần này chúng ta đã chiến thắng đối thủ ngay trên sân khách và ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thay vì cấp độ U23 như hồi cuối tháng 3. Dù chỉ là một trận đấu mang tính chất giao hữu, tuy nhiên giành được chiến thắng trước Thái Lan, một đối thủ nhiều duyên nợ của Việt Nam và vốn được xem là ông vua bóng đá tại khu vực Đông Nam Á, càng khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy vui sướng, bởi lẽ đây như một lời khẳng định rằng bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan như trước đây. Trận thắng này cũng cho người Thái thấy rằng Việt Nam là đội tuyển đương kim vô địch AFF 2018 và là số 1 tại khu vực Đông Nam Á hiện nay. Khi mà trước đó nhiều cầu thủ Thái Lan đã tỏ ý không phục chức vô địch AFF Cup của Việt Nam vì cả hai đội chưa chạm trán nhau tại giải đấu diễn ra năm ngoái. Sau trận đấu, mạng xã hội tại Việt Nam lại có dịp bùng nổ khi cư dân mạng cũng thể hiện niềm vui chiến thắng trên các trang mạng xã hội và diễn đàn lớn. Giờ đây người Thái sẽ không còn dám coi thường bóng đá Việt Nam dù ở cấp độ nào đi chăng nữa từ U23 đến đội tuyển quốc gia, chúng ta đều đã vượt qua đội bạn, Hưu Bình, một người hâm mộ bóng đá sống tại Đồng Nai, chia sẻ trên Facebook. Chiến thắng đã sướng, thắng Thái Lan còn sướng hơn nhiều mà đặc biệt thắng kịch tính vào phút cuối thế này càng làm tăng thêm độ sướng cho người hâm mộ, hoan hô các cầu thủ Việt Nam, một người dùng Facebook bình luận về chiến thắng đầy kịch tính của đội nhà. Ngày xưa người Thái ôm mộng World Cup, người Việt mong đuổi kịp bóng đá Thái, giờ đây mọi chuyện đã đảo lộn rồi, bóng đá Thái phải đuổi theo chúng ta còn chúng ta có thể mơ đến giấc mộng World Cup được rồi. Tiến Phương, một người dùng Facebook bình luận và nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Trong khi đó nhiều cư dân mạng cho rằng với tư cách là đội đương kim vô địch AFF, tức là đội bóng đứng đầu khu vực Đông Nam Á, thì giành chiến thắng trước Thái Lan là điều dễ hiểu. Nhiều người khác còn cho rằng giờ đây Việt Nam phải nhắm đến các đối thủ tầm châu lục, thay vì chỉ ăn mừng khi chiến thắng trước các đối thủ ở tầm khu vực như Thái Lan. Bên cạnh những bình luận ngợi khen và chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nhiều cư dân mạng cũng đã chế ảnh đầy hài hước và thú vị để hòa cùng niềm vui chiến thắng này dưới đây là một vài hình ảnh hài hước được dân mạng chia sẻ sau chiến thắng của các cầu thủ việt nam trước đối thủ nhiều duyên nợ thái lan phạm thế quang huy